Quán xe cũ xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh. Ngày hôm nay thì em lại cập nhật mang đến cho anh chị và các bạn một chiếc xe trong phân khúc hạng D, bản phun cao cấp nhất, nhập khẩu nguyên chiếc Thái Lan, Toyota Camry bản 2.5Q, sản xuất là năm 2020. Xe có ngoại thất là màu đen, nội thất ghế da màu kem, rất là hoàn hảo. Em sẽ mời anh chị và các bạn cùng đi tham khảo qua về chất lượng của chiếc xe đã trải qua 4 năm sử dụng, nó còn được những gì. Về phần đầu xe thì nổi bật những cái chi tiết như là hệ thống đèn này, thì là bác ý nâng cấp cái hệ thống bi xê lông đây anh chị nhé. Còn về cơ bản thì tất cả các chi tiết nó vẫn còn nguyên bản theo nhà sản xuất, từ như mặt ca lăng đến những phần cản trước hay những tính năng an toàn cảm biến trước sau được trang bị đầy đủ. Mâm thì trang bị mâm hợp kim với kích thước là 18 inch, dàn lốp của chiếc xe thì vẫn còn rất là dày dặn, do đết lốp của chiếc xe nó là 29 tuần thứ 29 của năm 2023 mới được thay cả dàn anh chị ạ. Sơn xi ngoại thất của chiếc xe thì anh chị và các bạn có thể tham khảo qua. Chất lượng sơn xi, gương kính chỉnh điện tích hợp báo rẽ, có cảnh báo vượt trên gương. Đấy. Các đường led của nó vẫn còn rất là đẹp, và kiểu dáng của chiếc xe này thì nó rất là trẻ trung. So với các phiên bản tiền nhận trước đây thì nhìn trông nó sẽ già hơn một chút, dành cho những các bác lớn tuổi. Thì cái mẫu này bây giờ nó sẽ dành cho những cái đối tượng trẻ hơn một chút. Cái không gian khoang chứa đồ của chiếc xe thì nó rất là rộng rãi, để anh chị và các bạn có thể chứa được nhiều đồ. Với cốp của chiếc xe nó sử dụng là hệ thống cốp điện anh chị nhé. Quá trình đóng mở cốp của chiếc xe nó sẽ nhẹ nhàng và dễ dàng hơn. Đồ nghề kích lốp, lốp sơ cua, tất cả các thứ vẫn còn đầy đủ bên dưới đây. Em sẽ quay qua cho anh chị và các bạn có thể tham khảo. Đấy. Lốp sơ cua vẫn còn vạch sơn của nhà sản xuất, chưa hạ lần nào cả. Đồ nghề vẫn còn mới nguyên anh chị này. Thùng cốp không hề có hiện tượng bị đâm va về phần này, cũng như là keo chỉnh, đinh tán là còn nguyên bản hết anh chị ạ. Đấy, cái chi tiết anh chị có thể nhìn qua cùng em và đánh giá khẳng định về chất lượng của chiếc xe. Cốp đóng điện này. Ở phần đuôi xe thì những cái tính năng an toàn như hệ thống cảm biến, cam nuôi vẫn được trang bị đầy đủ này. Ống xả được trang bị hai bên. Và những cái chi tiết về không gian ghế ngồi, hàng ghế thứ hai. Đây là những cái chi tiết để anh chị có thể cùng tham quan. Em nhớ nhầm cái phiên bản 2019 nhà ta ấy, có một chiếc là model 2020 nó màu kem. Với chiếc này của em là màu đen anh chị nhá. Lúc em nói nhầm là màu kem, anh chị và các bạn thông cảm giúp em. Đấy, rèm re chắn nắng hai bên cánh cửa này. Phím lên xuống kính một chạm với tất cả các hàng ghế. Tay mở cửa này. Hay là những cái phần ghế ngồi của chiếc xe thì các bác có thể cùng tham khảo qua. Chất lượng má ghế và lòng ghế của chiếc xe nó vẫn giữ được độ đẹp. Có trang bị cho anh chị và các bạn như là hệ thống bệ tì tay, tích hợp với các phím điều chỉnh chức năng cảm ứng, nó rất là hiện đại. Cửa gió điều hòa này, hai cổng sạc nhanh, rồi là trần xe đây, anh chị có thể cùng tham quan. Với trần xe thì có trang bị cửa sổ trời. Không gian ngồi rất là rộng rãi và thoáng đãng cho ba người ngồi, với đầy đủ những cái tiện ích hiện đại cao cấp. Không gian khoang lái của chiếc xe thì nó cũng sẽ mang lại cho anh chị và các bạn đầy đủ những cái tiện ích option mới, với các phím chức năng ở cánh cửa như là hệ thống lên xuống kính này, chỉnh gương, nhớ ghế hai vị trí. Bên trong thì nó sẽ có chống trơn trượt này, rồi là hệ thống chỉnh điện vô lăng này, đèn auto và hệ thống gạt mưa auto. Vô lăng thì có tích hợp các phím điều chỉnh chức năng, rồi màn hình giải trí. Loa thì được trang bị loa JBL với chất lượng âm thanh tốt nhất. Đấy. Màn hình có kết nối Apple CarPlay, Android Auto. Rồi là hệ thống cần số này, phanh tay điện tử, auto hold, các chế độ lái để chị và các bạn có thể trải nghiệm. Với những tính năng rất là thực dụng và hữu ích cho người dùng. Đây là những cái phần cột kèo tem mác của chiếc xe, năm sản xuất là 2020. Xe xuất xứ Thái Lan. Và em sẽ mở cái phần nắp capo lên để anh chị và các bạn có thể ngắm qua về phần máy của chiếc xe. Với khối động cơ máy sử dụng là máy 2.5. Cho anh chị và các bạn cái vận hành trải nghiệm của chiếc xe nó rất là tuyệt vời. Xe thì đăng ký tên tư nhân, biển tỉnh, chính chủ sử dụng từ đầu. Và phần máy móc của chiếc xe anh chị và các bạn có thể nhìn qua giúp em từ những phần có nắp capo này, thanh rằng màu lối của chiếc xe hay là những vụ bắt bèo. Đấy, những cái chi tiết về đầu ống két nước, thanh rằng mấu nối, những phần
Mặt máy của chiếc xe này chị có thể nhìn giúp em này, nó vẫn còn rất là sáng nhé, và chi tiết nó rất là rõ ràng cho anh chị và các bạn có thể tham khảo qua. Anh chị và các bạn cần xem kỹ rõ hơn ở phần nào trên chiếc xe thì hãy liên hệ theo số điện thoại trên màn hình, em sẽ gửi thông tin chi tiết cụ thể cho các bạn có thể tham khảo. Toyota Camry bản 2.5Q sản xuất năm 2020, nhập khẩu nguyên chiếc Thái Lan, đang được đơn vị chào bán cho anh chị và các bạn với mức giá bây giờ nó chỉ khoảng hơn 900 triệu thôi là anh chị và các bạn có thể sở hữu rồi. Chính xác cho anh chị và các bạn là 945 triệu, giá vẫn còn giảm và thương lượng cho các bác đang có nhu cầu. Em xin cảm ơn và gặp lại anh chị và các bạn ở những video tiếp theo.